kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 2 tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em và 500 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Phát triển cây dổi ở Lâm Đồng và bài toán quy hoạch. Bạo lực học đường, phòng hơn chữa. Các địa phương nỗ lực từ chiến dịch cấp căn cước công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ tiếp nhận cho quỹ bảo trợ trẻ em và chương trình trao học bổng cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham dự có ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã trao tặng 2 tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lâm Đồng. Với mong muốn được chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng, san sẻ về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Tiếp đó, ban tổ chức đã trao 500 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt học tập trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp hướng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chuyển sang những thông tin khác, trong nhiều năm qua, Lâm Đồng đã tập trung nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhờ vậy mà lĩnh vực này không ngừng tăng trưởng. Cụ thể, đến nay Lâm Đồng có khoảng 10.000 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân mỗi năm 10%, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Số doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực chiếm khoảng trên 10% tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng đã có 30% doanh nghiệp, tương đương khoảng 350 đơn vị sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tham gia dự án áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đã được ký hợp đồng hỗ trợ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức kiến thức thực tế áp dụng vào sản xuất, nhiều doanh nghiệp từng bước cải thiện và hoàn thiện năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đạt các chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP, FSSC 22000, HALA, BRC, COSER, GAS, Global GAP, tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra tại các thị trường và hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn các hệ thống quản lý công cụ cải tiến, giải thưởng chất lượng vào thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất lao động tăng cao, chất lượng sản phẩm ổn định và được cải tiến, giảm thiểu sản phẩm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu, mở rộng tiếp cận người tiêu dùng và thị trường. Cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm, đến nay thành phố Bảo Lộc đã xây dựng được 4 chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Theo đó, các chuỗi liên kết bao gồm chuỗi liên kết sản xuất thu hoạch chế biến mật ong, chuỗi liên kết chế biến và tiêu thụ chè, chuỗi liên kết sản xuất tơ lụa và chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi bò thịt cao sản. Để khuyến khích người dân doanh nghiệp phát triển hình thành các chuỗi liên kết, thành phố Bảo Lộc tiếp tục chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ, nhất là ưu tiên lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác doanh nghiệp, hộ gia đình cùng tham gia hình thành các chuỗi, xây dựng các mô hình liên kết từ ứng dụng vật tư giống đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình thí điểm để nhân rộng. Song song đó, địa phương tích cực xây dựng thương hiệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại qua các sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả các chuỗi liên kết tại địa phương. Dổi là loại cây cổ thụ có tuổi thọ lên đến vài trăm năm và là loại cây trồng truyền thống của bà con đồng bào dân tộc phía Bắc. Khi di cư vào Lâm Đồng, họ mang theo cây dổi trồng xen canh trên vườn nhà và bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế lẫn lợi ích về môi trường. Tuy nhiên, để phát triển loại cây trồng này tại Lâm Đồng thì vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn bạc và tính toán, cũng như cần có sự vào cuộc của ngành chức năng. Gia đình anh Bùi Văn Hùng di cư từ tỉnh Hòa Bình vào sinh sống tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh nhiều năm nay. Nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Di Linh thích hợp với việc trồng các loại cây dài ngày, nên đã mang cây dổi từ quê hương của mình về trồng xen trên vườn cà phê. Vốn là cây rừng, sống tự nhiên, nên cây dổi sinh trưởng khỏe và phát triển tốt, ít mắc bệnh. Quá trình trồng hầu như không tốn kém nhiều chi phí đầu tư và công chăm sóc. Tôi mang vào trồng thì cái khí hậu trong này nó hợp, nó đậu trái sai hơn ngoài Bắc. Thế cho nên bây giờ trong cái địa phương này,
tính hiệu quả kinh tế mà nó cao là nó cao hơn cà phê nhiều lần, và các loại cây ăn trái thì không có gì so bằng nó. Ví dụ như cây này nó được khoảng 7 kg, không có đất để mà trồng thôi. Với cây này nếu dùng làm ván tràn và đóng la phong các thứ, cái cây gối dội này nó rất nhẹ, mà nó cái chất lượng gỗ nó lại rất thơm, nó phù hợp với cái với nhà cao cấp. Cây dội trồng 4 năm bắt đầu thu quả. Điều đáng nói là khi trồng tại Lâm Đồng, năng suất cao gấp đôi và cho trái quanh năm. Sổ mùa nhiều nhất là vào tháng 6 và tháng 7. Hạt dội được dùng làm gia vị trong chế biến các món ăn của người dân miền Bắc và xuất khẩu. Ngoài ra, hạt dội còn được dùng trong các vị thuốc bắc với nhiều công dụng cho sức khỏe. Hạt dội sau khi thu hoạch phơi khô có thể để vài năm mà không bị hư hỏng. Mỗi ký hạt dội có giá trên 1 triệu đồng. Mỗi cây cho năng suất trung bình 10 ký quả, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông hộ. Cây dồi này mà chăm sóc cây dồi này nó rất đơn giản thôi. Nó nếu mà đến mùa khô thì là mình bón phân, mùa mưa mình bón phân cà phê, trong là lại bón cho nó mỹ thôi, nó cũng không cần nhiều phân lắm. Yeah. Đấy, chủ yếu là nếu mà có điều kiện thì mình bón phân chuồng. Nó ít sâu bệnh lắm. Yeah. Rầy rệp thì là ít, mà không có phải chỉ thuốc gì đấy. Bên cạnh thu nhập thường xuyên từ hạt cây dồi trên 20 năm, còn cho thu hoạch một sản lượng gỗ. Đặc biệt, đây là loại cây có tuổi thọ hàng trăm năm, thích ứng với điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, đồi dốc. Cây có tán lớn và phát triển mạnh nên rất phù hợp trồng trên các khu vực đất khó canh tác. Tuy nhiên đến nay, việc trồng cây dổi vẫn mang tính tự phát, chưa có sự vào cuộc khảo sát kỹ lưỡng của ngành chức năng. Vấn đề chất lượng cây giống, kỹ thuật chăm sóc và đầu vào sản phẩm vẫn đang bỏ ngỏ. Nông dân Lâm Đồng trồng dổi, chủ yếu là người gốc Bắc, thu hoạch và đem hạt dổi ra Bắc bán. Còn thị trường tiêu thụ hạt dổi tại miền Nam vẫn còn rất hạn chế. Để có những định hướng cho việc phát triển cây dổi, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã bước đầu có những ghi nhận và đánh giá về loại cây trồng này. Chúng tôi cũng đã đầu tư, đã nghiên cứu và đã khuyến cáo cho người nông dân một số cái giải pháp hiệu quả để mà phục vụ cho việc sản xuất cây dổi. Tuy nhiên, đối với các ngành chức năng thì theo quan điểm của tôi, đối với ngành nông nghiệp thì cần phải có một cái chiến lược cụ thể, nghiên cứu cụ thể các cái giống dổi nào mà nó phù hợp với điều kiện của Lâm Đồng để cho năng suất cao, chất lượng đảm bảo được, để mà phù hợp, thật sự phù hợp với điều kiện Lâm Đồng, để mà chúng ta đưa chọn tạo các cái giống đầu dòng để mà triển khai đưa ra sản xuất. Vấn đề thứ hai nữa về mặt môi trường thì nó là hiệu quả, có giá trị rồi. Bây giờ trong chương trình mà 50 triệu cây xanh của Lâm Đồng mà đã được Ủy ban tỉnh đưa ra, thì tôi nghĩ rằng cây dổi là một trong những cây trồng mà chúng ta cần phải đưa vào và vận động khuyến cáo người nông dân để đưa cây dổi vào làm cái cây che bóng, trồng ở xung quanh các cái vườn cà phê, các cái vườn cây ăn quả, các cái trang trại, để mà chúng ta vừa là đưa trồng cây xanh nhưng vừa mang lại cái hiệu quả kinh tế. Hiện nay Lâm Đồng có khoảng 10 hectare cây dổi, chủ yếu là trồng tự phát xen canh. Nhưng thời điểm này đã có một số nông hộ trồng chuyên canh trên một diện tích không nhỏ. Rõ ràng cây dổi vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị về môi trường sinh thái. Đây là loại cây trồng che bóng, chắn gió rất hiệu quả trên vườn cây công nghiệp, cây ăn trái. Ngành chức năng Lâm Đồng cần có những nghiên cứu định hướng cụ thể để quy hoạch phát triển nhằm phát huy giá trị của loại cây trồng này, tránh tình trạng phát triển tràn lan gây ra những hệ lụy không đáng có. Tăng cường công tác quản lý thuê đất lâm nghiệp ở các địa phương trong tỉnh. Di Linh tập trung đầu tư nâng cấp lưới điện phục vụ đời sống sản xuất là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 199 dự án với tổng diện tích hơn 29.000 hectare trong tổng số 328 dự án thuê rừng trên địa bàn. Trong đó có 163 dự án thu hồi toàn bộ và 36 dự án thu hồi một phần. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra các đơn vị thực hiện đúng cam kết thuê rừng, đồng thời yêu cầu các đơn vị có sai phạm nộp tiền thuê rừng và bồi thường tài nguyên rừng. Theo ngành lâm nghiệp, nguyên nhân thu hồi, ngoài một số doanh nghiệp tự nguyện trả lại dự án, nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ so với quy định đã được phê duyệt. Không bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng để rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra,
yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành bồi thường giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại tại các dự án đầu tư, tiến hành thu hồi. Được biết, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 116 dự án thuê rừng, phải bồi thường hơn 300 tỷ đồng với diện tích vi phạm 1.900 ha, trong đó có gần 40 tỷ đồng đã được nộp. Với những dự án vi phạm chưa nộp sẽ bị tính lãi suất hiện hành. Đối với những doanh nghiệp khác không có khả năng bồi thường sẽ bị đề xuất thu hồi. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, đặc biệt trong mùa khô năm 2021, Điện lực Chi Linh tiếp tục chú trọng công tác đầu tư, tăng cường công suất và gia cố hệ thống đường dây trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, với nguồn kinh phí được phân bổ trên 15 tỷ đồng, Điện lực Chi Linh đã đầu tư thêm 50 trạm biến áp, tổng dung lượng trên 6.900 kV/A để tăng cường công suất bổ sung nguồn điện lưới trên địa bàn. Cùng với đó, Điện lực Chi Linh còn tiến hành xây dựng mới trên 5 km đường dây 1 pha và 3 pha, đầu tư sửa chữa lớn lưới điện. Việc đầu tư gia cố đường dây và hệ thống trạm biến áp mới sẽ giúp cho nguồn điện vận hành an toàn liên tục, hạn chế các sự cố mất điện đột xuất, đồng thời góp phần ổn định nguồn lưới điện phục vụ các doanh nghiệp, người dân vào thời điểm mùa khô. Bên cạnh đó, giúp cho địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhằm giúp các em học sinh nhận thức rõ về tác hại và hệ lụy của việc chứa chấp và sử dụng ma túy, sáng 18 tháng 4 tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành đoàn Đà Lạt phối hợp với Hội Luật gia thành phố đã tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Trần Thanh Nguyên, Nguyễn Văn Minh, Lê Thị Thu Anh, Nguyễn Hình Tường Vi và Trần Lê Thanh Thảo. Đông đảo học sinh và thầy cô giáo của nhà trường đã có mặt tham dự phiên tòa. Phiên tòa đã được nghe các cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân về quá trình phạm tội của các bị cáo. Theo đó, vào tháng 4 năm 2020, Trần Thanh Nguyên đã cho Nguyễn Văn Minh, Lê Thị Thu Ánh, Nguyễn Tường Vi và Trần Lê Thanh Bảo thuê khách sạn để sử dụng ma túy. Sau đó, đối tượng Nguyên đưa tiền cho Lê Thị Thu Ánh liên hệ mua một hộp ketamin và 5 viên thuốc lắc. Khi cả nhóm đang sử dụng thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Sau khi xem xét và phân tích các tình tiết của vụ việc, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Nguyên 9 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Các bị cáo Nguyễn Văn Minh, Lê Thị Thu Ánh, Nguyễn Tường Vi và Trần Lê Thanh Thảo phạm tội chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, mức án dành cho Nguyễn Văn Minh là 9 năm tù, Lê Thị Thu Ánh 8 năm tù, Nguyễn Tường Vi và Trần Lê Thanh Bảo mỗi bị cáo 24 tháng tù. Thông qua phiên tòa, các em học sinh đã có dịp tìm hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm khi dính vào việc mua bán sử dụng ma túy và các mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho loại tội phạm này, từ đó giúp các em phòng tránh cũng như nhắc nhở bạn bè, người thân không dính vào vụ việc mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Ngày 17 tháng 4, Hội Gốt Lâm Đồng đã tổ chức giải gốt chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 nhằm quy góp kinh phí xây nhà ở cho những gia đình khó khăn. Giải đấu lần này có trên 100 hội viên tham gia thi đấu ở 4 bảng, trong đó có một bảng dành cho giới nữ. Giải được áp dụng luật thi đấu ANA 2020 đối với các golfer có chỉ số handicap từ 0 đến 28 và theo thể thức thi đấu cá nhân, đấu gậy 18 lỗ. Đây là giải thưởng thường niên của hội nhằm kết nối, giao lưu giữa các hội viên và góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn golf tại địa phương. Đây là dịp để các hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn tại huyện Đam Sông. Kết quả ban tổ chức đã trao tổng cộng 9 giải nhất, nhì, ba cùng các giải phụ cho các cá nhân có thành tích đánh bóng gần cờ, đánh bóng xa và đánh bóng thẳng nhất. Cũng tại buổi trao giải, ban tổ chức đã bán đấu giá cây gậy đánh golf đóng góp vào quỹ từ thiện được 60 triệu đồng. Tổng tiền ủng hộ của hội viên tại giải lần này gần 340 triệu đồng. Số tiền trên đã được Hội Golf Lâm Đồng trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đam Sông, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà mới đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Đam Sông. Thông tin đáng chú ý trong phần tin trong nước. Bạo lực học đường, phòng hơn chữa. Hệ lụy bán lúa non, dự án đất nền ở Đà Nẵng. Đến hết quý 1, tín dụng tăng trưởng 2,93% so với cuối năm 2020. Con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, khi tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng chưa đến 1%. Theo quy luật, quý 1 tín dụng thường có mức tăng thấp. Vì vậy, với đà tăng trưởng này, tín dụng kỳ vọng sẽ tăng ở mức 12% trong năm nay, thay vì 10% như mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Đây là tín hiệu lạc quan
cho nền kinh tế. Năm ngoái, ngân hàng này tăng trưởng tín dụng âm trong quý 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm nay, dịch bệnh chưa kết thúc, nhưng với những chiến lược kinh doanh thích ứng với bối cảnh, ngân hàng đã có những kết quả bước đầu khởi sắc. So với quý 1 của năm 2020 thì năm 2021 tăng trưởng tín dụng của Abank đã có cái sự khởi sắc hơn và đạt mức tăng trưởng 2,9% so với số thực hiện của cuối năm 2020, tương đương mức 99,7% kế hoạch của quý đã đặt ra. Và trong đó dư nợ cho nhóm khách hàng cá nhân có cái kết quả vượt trội với mức tăng trưởng 15,7% so với thực hiện của cuối năm 2020. Tuy tăng trưởng tín dụng có tín hiệu khả quan, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn khá thận trọng khi giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng cho năm 2021. Ví dụ tại Ngân hàng Quốc doanh này, hạn mức tín dụng được phê duyệt tăng trưởng là 7,5%, thấp hơn so với mức tăng trưởng thực của năm 2020. Có thể khẳng định rằng là tất cả những cái nhu cầu vốn, nhu cầu dịch vụ ngân hàng chính đáng cần thiết của nền kinh tế thì đều được Vietinbank đáp ứng một cách chủ động và kịp thời. Và Vietinbank cũng luôn luôn là ngân hàng duy trì cái mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhất thị trường, rồi là duy trì cái mặt bằng phí dịch vụ ở mức thấp nhất, hợp lý nhất thị trường. Tín dụng tăng trưởng gần 3%, góp phần đắc lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý 1 vừa qua. Với định hướng điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước đang có những định hướng và kiểm soát dòng vốn. Một trong cái định hướng quan trọng nhất của năm nay chúng tôi đặt ra trong 12% tín dụng của ngành ngân hàng ấy, chính là tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực cần thiết để sớm khôi phục, phục hồi lại sản xuất do những khó khăn tác động của dịch. Đó là ưu tiên trước hết, và cũng như ưu tiên tập trung vào những công trình, những cái dự án mà trọng điểm của nhà nước. Các chuyên gia cho rằng quy mô dư nợ tín dụng trên GDP ngày càng lớn, hiện khoảng 140%, nên việc kiểm soát tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng ở mức 12% trong năm nay là hợp lý. Tín dụng tăng trưởng có nghĩa là nền kinh tế bắt đầu có nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh. Và đây cũng là tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế. Bạo lực học đường hiện nay trở thành một vấn nạn nhức nhối đối với giáo dục, bởi ở hầu hết các cơ sở giáo dục đều xảy ra bạo lực, với mức độ nhẹ hoặc nặng. Một số vụ việc cho thấy sự bất lực của nhà trường, gia đình trước vấn nạn này. Thực tế, chúng ta cần phải làm gì để phòng chống nạn bạo lực học đường thay vì đi xử lý những hậu quả của nó? Đây là hòm thư góp ý được đặt tại Trường Trung học Cơ sở Xuân Đỉnh, Hà Nội, để các em học sinh có thể phản ánh về nhiều vấn đề, trong đó có những mâu thuẫn của chính các em, để ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên kịp thời xử lý, ngăn chặn nguy cơ bạo lực và bị bạo lực. Thì có viết một lá thư, nhưng mà chỉ là lá thư ngắn về báo cáo về nhà trường về cái vụ bạo lực học đường của nhà trường. Với cả là cũng một phần là muốn các cô giáo ra tay kiểu bảo vệ và trừng phạt các bạn ấy ạ. Bạo lực học đường xảy ra ở nhiều trường với những mức độ khác nhau, khiến nạn nhân bị tổn hại cả về thể chất và tinh thần. Trung tuần tháng 3, đoạn clip quay cảnh nữ sinh lớp 8 ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bị 4 bạn học đánh bằng mũ bảo hiểm tung lên mạng xã hội. Kế đó, một clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau trong lớp tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm dư luận dậy sóng. Và đầu tháng 4 tại Hà Nội, xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 8 bị học sinh cùng trường đâm tử vong đã thực sự gây rúng động trong dư luận. Với nhiều trẻ em, chính trường học lại là nơi không an toàn. Mỗi ngày, học sinh đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm đánh nhau, bị ép tham gia các băng nhóm, bắt nạt, cả trực tiếp và trên mạng. Bạo lực là một bài học không thể quên mà không trẻ em nào cần học. Trước thực tế này, ngành giáo dục đề nghị nhà trường, đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý học sinh, tạo môi trường lành mạnh cho các em. Các trường cũng thường xuyên sử dụng tiết sinh hoạt dưới cờ để lồng ghép nội dung tuyên truyền về những tác động xấu và cách để hạn chế bạo lực tại trường học. Nắm bắt được tất cả những cái việc phòng tránh, cũng như nhận biết được đâu là cái việc xâm hại tình dục của trẻ em, hoặc đâu là các hành động đẹp không đẹp là gây ra bạo lực học đường, thì mình nghĩ là cái chương trình này nó rất là bổ ích và để cho con nhận biết được sâu hơn, rõ ràng hơn. Về phía phụ huynh chúng tôi thì cũng đã kết hợp với lại ban giám hiệu nhà trường, rồi là cùng với lại cha mẹ của những học sinh đấy để giải quyết
mâu thuẫn giữa các con học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng trước vấn nạn bạo lực học đường, từ gia đình đến nhà trường không nên chỉ xoay quanh việc nhắc nhở, răn đe, xử phạt, mà từng ngày, từ cách hành xử cho đến giáo dục của chính những người lớn là cha mẹ, là giáo viên, phải làm sao để nuôi dưỡng lòng vị tha, sự ôn hòa trong chính các em, để phòng còn hơn chữa, những hậu quả khôn lường có thể xảy ra. Hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, đó là những văn bản được chủ đầu tư dự án dùng khi mở bán bất động sản đất nền. Bằng những hợp đồng như vậy, chủ đầu tư các dự án rất dễ dàng huy động tiền từ hàng chục, hàng trăm hay thậm chí là cả ngàn người. Thế nhưng, việc huy động lại được thực hiện khi dự án chưa đáp ứng đầy đủ các quy định cần thiết hay thậm chí lừa đảo đã gây ra rất nhiều hệ lụy, tiền mất, tật mang cho cả ngàn người. Đây là lô đất ông Lê Sảo đặt mua từ năm 2004 thuộc dự án khu đô thị Phú Mỹ An, Đà Nẵng do công ty 579 làm chủ đầu tư. Đã 17 năm, nhưng ông vẫn chưa nhận được đất của mình. Theo ông Sảo, khi mua đất, chủ đầu tư cam kết sau 3 năm sẽ ra sổ đỏ. Nhưng đến nay, sổ không có và đất không được nhận. Tôi quê ở đây, nhưng mà tôi làm ở trong Quảng Ngãi. Thì khi tôi muốn mua cái lô đất đây là tôi nghĩ là tôi về già, tôi về đây tôi ở. Cho nên tôi thấy cái công ty này có cái vấn đề gì đó, nó không được minh bạch. À, giống như mà người ta lừa đảo, tôi là một người dân mà, tiền đâu, phải không? Cho nên là tôi bức xúc lắm. Còn đây là tình trạng người dân tập trung gửi đơn khiếu kiện đông người tại tỉnh Quảng Nam liên quan đến các dự án đất nền của chủ đầu tư Bách Đạt An. Vụ việc kéo dài đã 3 năm qua, hàng trăm người bị hại kiện cả ra tòa án dân sự để yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng dự án để cấp sổ cho dân. Thế nhưng thực tế vẫn cứ hoàn toàn ngược lại. Từ tháng 11 năm 2019 cho đến nay, thì là chủ đầu tư gần như không có động thái gì để tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xin giấy phép xây dựng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng để ra sổ cho dân. Theo quy định, khi phát triển dự án bất động sản đất nền, các chủ đầu tư phải hoàn tất rất nhiều thủ tục về đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và đóng tiền sử dụng đất thì mới được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ. Thế nhưng, rất ít chủ đầu tư làm đúng quy định, bởi chỉ cần sử dụng hợp đồng góp vốn hay đặt cọc, các chủ đầu tư rất dễ dàng huy động vốn từ người mua. Một số dự án chủ đầu tư huy động vốn, tuy nhiên sau khi nhà nước xác định tiền sử dụng đất phải nộp, nó lớn hơn cái thực chất là huy động vốn, dẫn đến các đơn vị đó không có khả năng thanh toán và cũng không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án. Trong khi đó thì áp lực cần phải giao bìa đỏ giao đất cho người mua, dẫn đến hệ lụy rất nhiều người dân khiếu kiện đông người. Tháng 2 năm 2020, công an Điện Bàn bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Vĩ, đối tượng vẽ ra dự án ma mang tên Coco Green với 40 lô đất, huy động hơn 16 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2021, Tòa án Đà Nẵng tuyên phạt Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà tù chung thân vì đã lừa đảo bán 121 lô đất với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Và hàng loạt vụ lừa đảo bất động sản xảy ra tại Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua đã và đang bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, thực tế đó mới chỉ là bề nổi, bởi với hàng trăm dự án bất động sản đất nền đang phát triển theo kiểu bán lúa non, thì rủi ro là không thể tránh khỏi. Các địa phương nỗ lực từ chiến dịch cấp căn cước công dân là thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, hiện nay công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, không chỉ tăng ca, tăng giờ mà còn có nhiều cách làm hay nhằm tăng năng suất thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân theo từng giờ, từng ngày với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Bảo Lộc. Những ngày gần đây, rất đông người dân, học sinh ở thành phố Bảo Lộc đã tập trung về các địa điểm để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân mới. Để thuận lợi trong cuộc sống và học tập, sau giờ học chính khóa, em Đỗ Gia Bảo đã tranh thủ tới trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc để làm các thủ tục cấp thẻ khi trời đã tối muộn. Giúp con rất nhiều việc như là đi xin việc làm, đi máy bay thì chúng ta rất cần căn cước công dân. Nó rất giúp ích cho chúng ta trong những cuộc sống. Con cảm thấy mình đã trở thành một công dân chính thức và đã được đủ tuổi để làm việc.
Trước nhu cầu làm thẻ căn cước của người dân rất lớn, ngay từ những ngày đầu thực hiện chiến dịch, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Bảo Lộc đã khẩn trương bắt tay vào công việc, tăng cường tối đa quân số với tinh thần làm hết việc không hết giờ, thậm chí làm xuyên đêm để kịp thời phục vụ người dân. Cô đến đây với mục đích là sẽ làm lại căn cước công dân, với mục đích là thuận lợi trong các cái khâu sinh hoạt cũng như là đi cho mọi người. Thái độ phục vụ của anh chị em ở trong làm việc thì là rất là nhiệt tình, rất là chú đáo, hướng dẫn mọi người làm đến nơi đến chốn, thái độ phục vụ là vui vẻ, hòa nhã. Rồi mọi người đến đây rất là hài lòng với các anh em công an phục vụ. Để đảm bảo tiến độ được giao, Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai thực hiện cấp căn cước công dân cố định và lưu động ở các tổ với tần suất gần 18 giờ mỗi ngày. Với phương châm gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau, tập trung trước, phân tán sau. Và theo hình thức cuốn chiếu, hết xã này đến xã khác, hết phường này đến phường khác. Đến nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2, để đến ngày 30 tháng 6 hoàn thành 111.000 hồ sơ theo chỉ tiêu được giao. Công an thành phố Bảo Lộc cũng đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng quy định, quy trình, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Đối với việc cấp căn cước công dân lưu động sẽ được sắp xếp, bố trí lịch thu nhận căn cước công dân cho phù hợp, tiếp nhận hồ sơ cho đến khi hết người dân để làm thủ tục. Trong cái quá trình thực hiện có những cái khó khăn vướng mắc của người dân trong cái việc các cái thủ tục giấy tờ thì chúng tôi hỗ trợ hướng dẫn rất là nhiệt tình về các đơn vị công an phường xã để hỗ trợ lấy thêm về các cái thông tin cũng như là phối hợp với tư pháp của phường xã để hỗ trợ cho bà con trong việc tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về cái bổ sung ngày tháng năm sinh. Những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề vân tay, những cái trường hợp mà khó thì chúng tôi cũng rất là tận tâm trong cái việc mà phải cố gắng thực hiện cho bằng được những cái trường hợp mà các khó, ví dụ như là rửa tay, rồi là ngâm tay vào nước đá, rồi rất nhiều cái trường hợp mà những cái các khó chúng tôi vẫn với tinh thần là phải làm cho bằng được. Thì chúng tôi khi nào mà đạt được cái sự hài lòng của người dân thì chúng tôi mới kết thúc. Lực lượng công an thành phố trước mắt là chúng tôi đã tăng cường thêm 16 đồng chí cho hai cái tổ làm căn cước công dân. Và chúng tôi bố trí như vậy là làm 3 ca liên tục 24/24 giờ. Và riêng cái việc lăn tay chụp hình làm căn cước công dân là làm đến 12 giờ đêm. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đề xuất với cấp trên là với cái tốc độ 2 máy và 700/2 máy một ngày thì không đảm bảo tiến độ. Do đó là chúng tôi đã đề xuất với cấp trên trong thời gian tới, đối với những địa phương mà đã hoàn thành, đặc biệt là những địa phương ít dân, ví dụ như những cái huyện nhỏ ít dân, thì nếu sau khi hoàn thành thì đề nghị là hỗ trợ chúng tôi thêm máy để chúng tôi làm. Và lực lượng công an thành phố cũng đã dự phòng sẵn một cái lực lượng cán bộ chiến sĩ được tập huấn về cái công tác này để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi chúng tôi có thêm máy. Quyết tâm hoàn thành đến 30 tháng 6 là chúng tôi phải hoàn thành 100% cái chỉ tiêu mà bộ giao. Không ngại khó khăn vất vả, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp bảo đảm đúng tiến độ lộ trình đã đề ra. Phấn đấu cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thành giãn cấp căn cước công dân trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, cùng góp phần thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.